Ashford Park, hoa lá cây cảnh đẹp chưa không? Xuất hiện như vậy để cho nhìn thấy đó. Đét đi vô chỗ vắng vắng rồi mở cái này ra chứ giờ nói chuyện ha. Đông quá, xe đậu đầy hết trơn luôn. Người ta đi bộ, rồi người ta ngồi, người ta relax. Nhưng mà toàn bộ toilet là lock hết, đóng cửa hết, không có mở cửa. Có ngọn đồi lên không? Mấy chú vịt đang enjoy lunch. Thấy người ta đi vô công viên, người ta cũng không có đeo mask. Đi đến rồi, đến này. Ừ, đây nè, đây mask nè. Hôm nay xin chào cô chú anh chị các bạn và các em đang đi ra ngoài My Square Park ở gần nhà đó để quay cho quý vị xem cái khung cảnh sau một tuần nới lỏng lệnh cách ly ha quý vị ha. Thấy ở park cũng đông lắm nhưng mà người ta cũng cách xa nhau lắm chứ không có ngồi gần nhau nhiều, rồi người ta đi bộ vòng vòng exercise xa xa mới có một hai nhóm người ngồi để mà relax cái không khí trong lành ấm cúng của Cali ngày hôm nay. Ok, anh để lên đi. Hello, xin kính chào quý vị. À, bây giờ là 4 giờ chiều của ngày 20 tháng 5 năm 2020. Hồng Loan update cái tình hình bệnh của Mỹ ngày hôm nay nha quý vị. Ca bệnh hiện giờ là 1.590.422 người bệnh. Số người mất là 94.888 người và số người chữa khỏi là 369.563. Thì hôm qua giờ được chữa khỏi khoảng gần 7.000 người. Vậy mà nhớ nha quý vị, ở trên UCI đó vừa rồi là họ xét nghiệm cái kháng thể mà antibody đó. Họ coi là có người nào mà có cái kháng thể của COVID-19 không. Thì có 800+ người tình nguyện để mà thử cái đó. Thì sau khi mà thử 800+ người đó rồi đó, họ thấy có 4% là cái số người là có cái kháng thể đó. Có nghĩa là những người đó đã nhiễm bệnh và không có triệu chứng và họ không có bị bất kỳ cái bệnh gì, không có triệu chứng gì mà thể hiện là họ bệnh hết. Cho nên họ đang rất là lo sợ. Cái vấn đề là họ tính là ở Los Angeles hiện bây giờ có thể là có khoảng 400+ người đã bị bệnh COVID-19 nhưng không có triệu chứng. Vì vậy cho nên nếu mà khi mà lệnh mở cửa rộng rãi ra đó thì họ lo sẽ có một cái nguy cơ lớn là căn bệnh nó lại lây lan, bùng phát nhiều hơn. Hiện tại bây giờ thì chính quyền của Los Angeles đã gia hạn cái lệnh đóng cửa cho tới ngày July 4. Ngày Quốc khánh của Mỹ đó quý vị. Bây giờ thì mình biết là cái ngày đó đó, nhưng mà nếu mà sau này mà có thể nó khả quan hơn, nó tốt hơn thì người ta sẽ dời cái lệnh nó sớm hơn. Và vào thứ sáu tuần này nè thì Morongo Casino, tất cả những cái casino ở cái khu vực phía đó đó là họ mở cửa. Họ bắt đầu mở cửa nhưng mà họ yêu cầu là ngồi đó thì cũng sẽ họ sẽ phải ngồi cách xa nhau, coi như là máy là họ như là họ phải đóng vài cái rồi để cách xa như vậy đó. Và khi bước vô á là mình phải đeo khẩu trang. Ngoài ra đó thì phải đo nhiệt độ. Còn cái phần mà hotel với lại hồ bơi, nhà hàng, buffet là họ chưa được mở cửa. Ngoài ra đó thì Hồng Loan cũng thấy là ở Napa Valley nha quý vị. Napa Valley là một cái nơi mà sản xuất rượu đỏ rất là nổi tiếng của California. Thì Napa Valley đã được phép mở nhà hàng và cho vào trong ngồi ăn.
Anh nghĩ chỗ đó chắc được, tại vì anh thấy chỗ đó nó đất rộng, cái gì nó cũng lớn hết đó. Đất rộng người thưa và bệnh cũng rất là ít. Nhưng mà những cái nơi sản xuất rượu, những cái nơi mà cho người ta vô thử rượu thì vẫn còn đóng cửa, chưa được phép mở cửa. Và ngoài ra đó thì tất cả những cái pet grooming là những cái nơi mà cắt tóc rồi cho mèo thú nuôi đó quý vị, và những cái nơi mà rửa xe thì đã được phép mở cửa. Mà những cái nơi đó đó là không có cho khách vô, có nghĩa là rửa xe thì mình bỏ xe rồi ta lấy ta rửa cho mình, hoặc là có cái chỗ rửa xe mà mình đi qua cái máy rửa, rồi cái chỗ mà của thú nuôi đó thì mình phải ký gửi chó mèo mình ở mép ngoài, rồi người ta đem vào trong, người ta cắt tóc, người ta tắm rửa gì đó người ta làm, chứ mình không được vào trong. Hồng Loan nghe có một cái tin này hồi sáng này á, là thấy mình thấy cũng hơi lo đó, là người ta đang nghi vấn ở Florida với lại ở Georgia đó, là chính quyền ở đó đó họ kêu gọi cái người mà đưa thông tin lên mạng về ca bệnh cũng như là số người mất họ khai giảm xuống để mà họ dễ dàng được mở cửa. Có chuyện đó nữa hả? Thì hiện bây giờ là mọi người đang nghi vấn rất là nhiều, nó có nhiều cái để cho người ta nghi vấn lắm. Giống như là ở bên Florida đó thì cái bà mà bà chuyên môn là cái người bà đi khắp nơi để mà mỗi ngày bà tìm hiểu là có bao nhiêu ca bệnh này nọ để bà đưa lên đó, thì bà đã bị cho nghỉ việc. Và bà mới lên tiếng, bà nói là có lẽ bà bị cho nghỉ việc là bởi vì bà không làm theo đúng cái lời, cái chỉ thị của ở trên đưa xuống, có nghĩa là đưa lên ít để mà mở cửa sớm. Thì nhiều khi người ta cũng muốn mở sớm để mà thúc đẩy cái nền kinh tế, và đưa cái số người bệnh nhiều quá thì mọi người sẽ lo sợ, cho nên họ giảm xuống để mà họ mở cửa. Nhưng mà nếu mà làm đúng sự thật mà làm cái việc mà gian dối như vậy là không có được. Hồng Loan thấy ở Mỹ là cái gì chứ vấn đề mà phải rõ ràng lắm. Rõ ràng chứ mà gian dối là không được. Giống như một chuyện đơn giản là mình đi xin, mình thi quốc tịch hay mình làm thẻ xanh hay cái gì đó là tuyệt đối là không có gian dối. Nó mà phát hiện ra mình có một cái gì gian dối là cấm tuyệt đối luôn á. Nghi ngờ chút xíu nó sa thải mình về luôn. Cho nên ở Mỹ cái vấn đề đó nó rất là căng luôn á. Giống như cái vụ mà ở bên Houston, Texas á, cái cô luật sư mà về làm về di trú đó quý vị. Nó mà nó bắt một cái nào nó bắt nguyên một dây chuyền mấy trăm cái hồ sơ luôn. Và hiện tại bây giờ đó, Hồng Loan có một người em ở bên đó đang làm hung thú với chồng để mà bảo lãnh qua đây nè. Thì nghe nói là bên Texas bây giờ giấy tờ rất là khó khăn. Là bởi vì đã bị cái việc đó rồi, cho nên đó họ kỹ lắm, họ phải đòi hỏi giấy tờ, mình phải chứng minh nhiều thứ lắm, rất là khó luôn. Nhưng mà cái chuyện của bên Florida là nó là xác thực chưa hay là chỉ là một cái nghi vấn thôi? Thì cái đó là cái lời nói của cái bà đó thứ nhất. Và thì bây giờ khi mà bà lên tiếng rồi, người ta bắt đầu mới là điều tra vấn đề đó. Còn bên Georgia đó là cái website của họ đó, thì họ update nó không có rõ ràng, không có chi tiết. Thì người ta thắc mắc, người ta vô, người ta hỏi, đúng ra nó phải chi tiết từng ngày, rồi từng cái biểu đồ đi lên hoặc đi xuống gì đó. Thì cái biểu đồ đó nó cũng không có show rõ ràng ngày nào sao, tăng giảm gì bao nhiêu. Họ chỉ nói cái con số thôi, chứ họ không có chi tiết giống như là lúc trước. Đó. Rồi người ta cứ lên người ta hỏi, thì họ lấy cái biểu đồ đó xuống luôn. Họ không đưa biểu đồ ra. Đó, cho nên nó có nhiều nghi vấn để mà người ta nghi ngờ như vậy. Thì có lẽ là sẽ bị điều tra. Thì họ để thời gian sẽ trả lời. Nếu mà có một cái câu trả lời chính xác thì Lộc với Loan sẽ update lại cho quý vị biết ha. Bây giờ thì Hồng Loan chia sẻ với quý vị cái vụ này thấy nó cũng vui vui, nó cũng mắc cười lắm nha. Có một cô y tá ở bệnh viện của cái thành phố Tula ở bên nước Nga đó, thì bất ngờ người ta đưa lên mạng một cái tấm hình cái cô y tá đó mà cổ bận đồ bikini ở trong và ở ngoài là cổ choàng cái áo mà
see through á, cái áo mà chống virus nhưng mà nhìn xuyên suốt. Xuyên suốt. Có nghĩa là nhìn là thấy rõ ràng cổ bận cái bộ đồ bikini luôn. Thì cái tấm hình chụp á là thấy cổ đang đứng, cổ làm cái gì đó để cho một người bệnh nhân, thì cái người bệnh nhân đó là một người đàn ông ấy, thì cặp mắt đang dán chặt vào cái cô y tá này. cái phương pháp trị bệnh này rất là hiệu quả quý vị. À. Cái người đó có thể hết bệnh liền ngay lập tức. Giúp cho người bệnh là được relax ha. Cái tinh thần nó thoải mái, nó cũng giúp rất là nhiều cho cái vấn đề mà mình có mau hết bệnh hay không đó, quý vị. Cái đó là nói giỡn thôi. À, nhưng mà thì khi mà đưa lên mạng cái tấm hình như vậy đó, thì cô cũng đã bị coi như là khiển trách về cái vấn đề đó. Thì cổ trả lời, cổ nói là tôi không có biết là cái bộ đồ mà bảo hộ đó nó lại có thể nhìn xuyên suốt như vậy. Ừ. Đúng rồi, mấy cái áo mà loại trắng mà bảo hộ mà ấy đó em, mình phải mặc bộ đồ trong chứ mà nhìn là có thể nhìn thấu lên được á, nhìn thấy được á. Nó loại mỏng lắm, nó màu trắng nhưng mà nó mỏng lắm. À, nhưng mà không lo nghĩ nhiều khi mấy cô y tá mà chịu bận vậy là mấy ông mau hết bệnh á. Đúng rồi. Mà cái bệnh viện nó càng ngày nó càng đông đó quý vị. Nhưng mà đặc biệt là cái bệnh viện đó là chữa trị cho COVID-19 nha. Tự nhiên cái ở bên đó cái có một số người là không bị COVID-19 mà đòi vô bệnh viện để chữa bệnh là sao? Vô xét nghiệm, không phải chính cô y tá nó xét nghiệm mới được. Vô xét nghiệm mà âm tính, không giờ tôi muốn nằm lại. Tôi dương tính, tôi muốn dương tính. Tôi muốn bệnh, tôi muốn nằm lại. Chắc chết. À, anh mới vừa nghe được cái tin là CVS hả? Họ trả lại cho chính phủ 43 triệu đô. Tiền họ trợ cấp của doanh nghiệp. À, có nghĩa là cái đợt cứu trợ mà của cho những cái doanh nghiệp mà đợt đầu tiên đó, thì tất cả những cái công ty mà lớn là được lấy hết cái số tiền đó. Và đều xin được. Ừ. Còn những công ty nhỏ thì vẫn èo uột, vẫn không có được tiền cứu trợ gì hết. Nhưng mà hôm nay thì CVS đã trả lại cái số tiền đó, bởi vì họ nói là họ không có cần cái tiền đó. Tại vì họ vẫn mở cửa, họ vẫn buôn bán được. Mà không lo nghĩ là thậm chí họ còn buôn bán được khá hơn bình thường. Là bởi vì đâu có bao nhiêu cửa tiệm mở cửa đâu. À, giống như là Target nè, Walmart nè. Quý vị có biết không, Walmart đó là cái tháng tư đó là họ khai cái doanh thu của họ tăng 75%. Kinh khủng không? Và Target cũng vậy. Target thì không cao bằng Walmart, nhưng mà cái doanh thu họ cũng tăng rất là nhiều. À. Target với Walmart là những cái chỗ mà bán lẻ cho những cái vật dụng trong gia đình. Còn cái CVS là cái chỗ mà bán về thuốc men. Rồi những vật dụng cần thiết. Cần thiết. Những vật dụng cần thiết. Nó giống như là 7-Eleven, nhưng mà nó lớn hơn. Trong trọng nó có bán thuốc. Bán đủ thứ đó, thứ. Đồ ăn, mà uống. Nghĩ, rồi. Từ ngày mà dịch tới bây giờ nó không nghỉ một ngày nào. Họ vẫn mở cửa. Họ vẫn mở cửa. Mà thấy là nó khách vô còn nhiều hơn là bình thường. Có nghĩa là họ không chắc chắn là không cần là đúng rồi. Cái số tiền mà chính phủ đưa ra đợt một là không có bao lâu là biến sạch hết liền luôn. Tại vì những công ty lớn họ lấy quá nhiều luôn. Bây giờ hy vọng là trả lại những cái số tiền đó thì để giúp hỗ trợ cho những cái business nhỏ hơn. Giống như hồi kỳ Hồng Loan có nghe nói là có một cái nhà hàng nào của Nhật đó, cái nhà hàng thôi mà lấy được 60 triệu đô la. Trời ơi. Và người ta mới giống như người ta thương, người ta nói như vậy, rồi kêu ông chủ đó phải trả cái tiền lại mà ông không chịu trả. Ngu gì trả. Có nghĩa nhà hàng của ổng là ổng sẽ có nguyên một cái hệ thống nhà hàng mở nhiều nơi chứ không phải là một cái. Nhưng mà quá nhiều cái số tiền, trong khi có những nơi họ không có, rất là khốn đốn luôn mà không có lấy được đồng nào không, hết. Nhưng mà hôm nay mới thấy được là cũng còn tình nhân đạo trong đó. CVS là một cái tiêu biểu để mà mình thấy được là họ giống như trung thực với lại mọi người. Vậy là từ nay mình cũng nên ủng hộ CVS nha. Hồng Loan là lấy thuốc của bảo hiểm xuống là lấy ở CVS không à.
Có điều CVS nó bán đồ hơi mắc ở ngoài nhiều quá. Đúng rồi, tại vì cửa tiệm đó bán lẻ, họ mở 24 giờ luôn. Họ cần có nhân viên rồi mặt bằng này nọ thì cái giá bán họ lúc nào cũng mắc hơn. Cho nên mình muốn mua đồ CVS thì đồ họ cũng nhiều lắm, cũng đầy đủ. Thì khi mà họ sale xuống á, thì cái giá nó sẽ bằng bằng ở ngoài. Với lại Target như Walmart đó, ví dụ họ sale buy one get one 50%, thì là mình mua hai cái thì nó bằng giá mình mua ở Target hay là Walmart. Bây giờ mình quay vòng cho mọi người xem cái okay. Công viên đi. Em nhớ có một cái họ làm một cái sân khấu. Đó đó, sân khấu bên đó đó. Đi qua bển ha. Mình đứng đây đi bên mé bên đây mình quay qua thôi được. Ở đây là cái hồ nước mà hồi xưa đó mà mình còn ở Việt Nam á, mình hay thấy mấy cái hãng Di Sinh Alon hay là mấy cái hãng karaoke đó, nó quay cảnh mà hoặc cảnh mà karaoke là thường là ra cái hồ này. Mấy em dịch quá trời luôn. Cái này hồi kỳ tổ chức live show 50 năm của ba Bảo Quốc ở bên Mỹ nè, Hồng Loan cũng quay ở ngoài đây, ra đây quay cảnh. Anh nhớ Gia Bảo nó đóng vai làm ông nội hồi nhỏ không? Lúc đó Gia Bảo nó như mấy tuổi? Mới 3-4 tuổi hả? Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ, cho tôi tìm lại, cho tôi một ngày. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ, những câu chuyện cổ mẹ kể năm nào. Ở trong cái nhà lớn đó, đó là sân khấu hả? Là nguyên cái sân khấu đó, anh quay qua thấy không? Zoom in vô. Ở đây là họ làm cái một cái sân khấu lớn kinh khủng luôn. Những cái dịp mà Tết của người Việt Nam mình á cũng làm hội chợ ở đây, rồi làm chương trình ca nhạc rồi lớn lắm. Làm chương trình ca nhạc suốt 2 ngày cuối tuần luôn á. Trong trắng đó là cái kho. Ở đây là có chỗ rồi cho mướn xe đạp với lại mướn tàu đi nữa nè. Có ai muốn đập dịch không? Đó, có đập dịch giống đầm sen không? Mốt rồi quý vị ở khắp nơi mà có tới Cali á, nhớ tới My Square Park nha. Thấy cũng không khí trong lành nè, rồi có chỗ cho mấy đứa nhỏ chơi, rồi chơi đập vịt, chèo thuyền. Đâu mình coi cái giá nó coi. Có khay giác luôn, 16 đồng. Hai người thì 21 đồng. Có mướn xe đạp mà ngồi được ba người lớn, hai đứa nhỏ là có 27 đồng tiếng thôi. Cũng vui ha. Mai mốt mà hết dịch được khỏe mình đi ra đây mình chơi hè đồ exercise rồi. Đại gia đình thì có cái này nè, 6 người lớn, hai đứa nít nè. 37 đồng. Cũng vui. Hay quá. Đạp dịch nè, 1 tiếng 6 đồng. 6 đồng cho 17 tuổi trở xuống. Người lớn thì 11 đồng. Nó tính theo đầu người. Ở giữa Cali một có cái hồ nhân tạo này là cũng làm cho cái công viên nó mát mẻ. Bên mé bên góc bên này nè. Nó là một cái sân golf rất là lớn. Mọi người đi bộ qua sân golf. Rồi nó có cái nơi tổ chức một cái nơi tổ chức hội nghị, tổ chức tiệc cưới. Tổ chức tiệc cưới tiệc đồ mé bên kia. Lớn lắm. Cái My Square Park này nó là một mai vuông á. Bự lắm. Trong đây nó có tới mấy cái sân banh lận đó. Sân banh rồi nó có Boys and Girls Club. Nó đủ thứ luôn ha. Rồi nó có cái gì? Sân banh rồi giờ để cho người ta chơi bóng chày, có luôn sân bóng chày 2-3 sân. Cái chỗ chơi của mấy đứa nhỏ bị rào lại rồi. Rào lưới lại hết. Chưa có mở ra. Ghế, bàn ghế mà ngồi người ta cũng trong cái ấy đó người ta cũng rào lại. Trong mấy cái lều á. Hồi đó đó thì họ cho mình tổ chức party sinh nhật này mình ra đây mình làm cũng được hết á. Nó rào màu cái cam cam á, nó rào lại hết. Rồi, có con cá nữa. Đây có người câu cá. Mình đi qua đây, mình đi qua được không vậy? Được.
thả là tới đó luôn à. Câu cá này đã ngồi. Câu cá đây là phải có tính kiên nhẫn dữ lắm đó. Tính thi sinh dữ lắm đó. Chắc em không có câu cá được đâu. Anh đâu cá được, chưa bao giờ câu được con nào. Không biết mình nói chuyện gì, cá nó có nghe nó chạy trốn. Không có không gì, gì à. Có đường qua không vậy ạ? Có. Riêng này là không dòng. Dạo mát công viên. Đi ngang thấy nhiều người quá à, cho nên đeo khẩu trang cho chắc ăn. À, có một cái thống kê đó, thì bây giờ đó họ phát hiện ra đó là khi mà mình đeo khẩu trang á là 75% là mình tránh được cái con virus COVID-19 đó quý vị. Điều này cũng làm cho mình cảm thấy mình mừng á, là tại vì bây giờ mình đi đâu ra ngoài mình chịu khó mình đeo khẩu trang, mình rửa tay thường xuyên thì mình sẽ tránh được 75%. Có nghĩa là ngoài đó ra là mình phải thêm cách xa người ta một khoảng cách xa nữa, nếu mà mình muốn cái phần trăm nó tăng nhiều hơn, ha quý vị ha. Đây cũng có cái cầu nhỏ nè. Ở đây chim muôn kêu. Có hôm ở nhà Hồng Loan cái hồ cá tự nhiên có 2-3 con vịt này nó chạy tới. Nó nhảy xuống. Xong rồi cái á, nó chạy tới cái một chút nữa là mình thấy có một cái xe mà pet control vậy đó. Xe mà bắt thú. Là họ tới liền, hình như là nó có cái sensor. Nó có đeo cái chip ở trong người nó đó. Hình như không phải vịt này, vịt cái con vịt kia kìa. Con vịt kia nó quý hơn. Em không biết chỗ nào nhưng mà có bữa còn con đó, có bữa 2 con, cái mấy ông nó nhảy xuống mấy ông bắt được nó, bắt nó. Đi cẩn thận nha, chừng xuống nha. Chừng đập mìn. Mìn quá trời luôn, không được anh ơi, đi lên đây. Ghê quá. Mấy em dịch này thả mìn đẩy trơn à. Đã không có gì đây nha. À, đây nó có cái đồi nè. À, cái đồi. Cũng có nhiều người enjoy ghê ha. À. Wow, cái cây này đẹp ghê không? Bóng mát nha. Ok, hít thở không khí trong lành cho relax một chút nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã chia sẻ thời gian với Loan, với Lộc. Chúc tất cả chúng ta luôn thật nhiều sức khỏe, lúc nào cũng thật là vui vẻ. Và chờ đợi một cái tin vui đặc biệt là có vaccine phòng chống virus Vũ Hán. Và nên nhớ share, like, subscribe channel nha quý vị. Nhiều sức khỏe, chúc nhiều sức khỏe, nhiều sức khỏe. Bye bye, bye. Cô bay. Giống như là Mibolis à. Quay với gia đình mới thấy nói sao ba mẹ đi đập park mà không dẫn con đi à. Cái video này phải giấu đó. Em thấy không con nào nó chạy hết trơn à. Nó tỉnh bơ à. Nữa anh dẫn em vô bãi mìn nữa rồi. Trời ơi, mìn không rồi mấy bà ơi. Mấy bà thả mìn đầy á chị. Ăn quá mà. Dạ, xin chào cô ạ. Đúng rồi, đâu chú. Cái bên chủ cũ.